Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hải Dương đã có trên 1.000 lao động người Trung Quốc quay lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, trung bình một tháng có khoảng 400 trẻ em được tầm soát tim bẩm sinh thông qua việc siêu âm tim. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện thành công kỹ thuật phôi tiền làm tổ giúp những cặp vợ chồng mắc các bệnh di truyền sinh ra những em bé khỏe mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế diện tích mặt nước lớn, huyện Ân Thi có thế mạnh về phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa, trong đó có nhiều hộ chú trọng phát triển thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Trong đó, điển hình là Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ, hiện có 17 hộ tham gia nuôi cá theo quy trình Việt Gáp với tổng số gần 30 ha. Khi chuyển đổi sang mô hình nuôi cá Việt Gáp, các hộ đầu tư đầy đủ từ ao nuôi, hệ thống sục khí, máy hút bùn quạt nước. Không chỉ thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký trong quá trình nuôi, các chủ nuôi tuân thủ nghiêm việc không cho cá ăn cám chăn nuôi có hormone tăng trọng, không dùng chất kháng sinh và chế phẩm vi sinh ngoài danh mục được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho phép. So với phương pháp nuôi cá truyền thống, việc các hộ đầu tư nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp mang lại hiệu quả cao hơn từ 20 đến 25%. Tính riêng năm 2019, Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ đã thu gần 150 tấn cá, doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng. Hiện tại, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có 105 ha ổi trồng trên diện tích đất chuyển đổi từ cấy lúa kém hiệu quả, chiếm gần 40% tổng diện tích đất canh tác của xã. Trên diện tích trồng ổi, nông dân thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng một sào, cao gấp 3 lần so với cấy lúa. Tuy nhiên, hiện tại toàn xã mới chỉ có 40 ha diện tích được áp dụng vào canh tác theo quy trình Việt Gáp. Năm 2019 vừa qua, tổng giá trị thu hoạch từ diện tích trồng ổi theo quy trình này đạt gần 300 triệu đồng một ha. Thời gian tới, Hiệp Lực tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo quy trình Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu quả ổi của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang được biết đến bởi nhiều điểm tham quan du lịch với ruộng bậc thang, các danh lam thắng cảnh quốc gia, những làng nghề và nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Nhằm xây dựng kinh tế và nâng cao đời sống người dân thì việc phát triển thương hiệu nông nghiệp địa phương cũng là hướng đi đang được quan tâm thực hiện tại đây. Gạo nếp Quảng Nguyên là giống nếp địa phương truyền thống của đồng bào dân tộc xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần. Thời gian qua, Hợp tác xã Thanh Tâm đã vận động người dân mở rộng diện tích, đăng ký mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, từng bước xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm gạo này ngày càng vươn ra thị trường. Để xây dựng thương hiệu, hợp tác xã lựa chọn những hộ còn lưu giữ được giống lúa thuần, không bị lai tạp rồi mới tiến hành gieo cấy. Đồng thời hỗ trợ về giống và phân bón cho 60 hộ trên 5 thôn bản với diện tích 8 ha. Quá trình canh tác phải thực hiện theo hướng hữu cơ để làm ra những hạt gạo sạch, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Lúa nguyên liệu từ kho lưu trữ chuyển sang hệ thống dây chuyền xay sát liên hoàn để chế biến, đóng gói đảm bảo chất lượng. Sản phẩm được chuyển đến kho bảo quản, xếp lên các kệ, đánh số lô sản phẩm để dễ dàng kiểm tra và truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã chủ động tìm kiếm liên kết bao tiêu sản phẩm nhằm xây dựng chuỗi liên kết đảm bảo sự phát triển bền vững. Sản phẩm gạo của hợp tác xã tham gia phân hạng OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Đây là điều kiện để gạo của hợp tác xã thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường tiêu thụ. Thì hiện nay chúng tôi quy hoạch là 8 thôn là chuyên trồng gạo nếp để bán cho hợp tác xã Thanh Tâm. Và khi mà để đảm bảo nâng cao cái chất lượng sản phẩm hạt gạo thì chúng tôi chỉ đạo cán bộ chuyên môn như khuyến nông viên từ xã đến thôn bản phải hướng dẫn bà con về quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản, thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Và chúng tôi cũng hỗ trợ hợp tác xã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn, các chính sách của nhà nước hỗ trợ hợp tác xã. Được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng và hương vị thơm ngon đặc trưng, xây dựng thương hiệu gạo nếp Quảng Nguyên đang mở ra hướng mới, tạo cơ hội cho nông dân địa phương sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng luôn được coi là vùng nguyên liệu mía lớn của cả nước. Nhưng một vài năm trở lại đây, giá mía nguyên liệu luôn bị sụt giảm, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của bà con nông dân. Chính quyền địa phương thì vẫn đang loay hoay trong việc tái quy hoạch, tìm hướng phát triển bền vững nguồn nguyên liệu, trong khi nhiều diện tích mía đã được người dân chuyển đổi sang cây trồng khác. Những cánh đồng mía của bà con nông dân huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đang vào mùa thu hoạch. Năm nay bên cạnh việc chất lượng và sản lượng không tăng trưởng,
giá mía thu mua lại giảm mạnh nên những người trồng mía nơi đây không tránh khỏi lo âu. Mía trồng lâu năm thì đất lại không tốt ấy, như là mấy năm trước trồng thì mía rất là năng suất rất là tốt. Nhà máy lại giảm giá các kiểu nữa, phân bón thì đắt nữa thì không có tiền mua để bón vào, mía lại giảm nữa, khó khăn cũng rất nhiều. Do ảnh hưởng trực tiếp của giá đường trong nước cũng như thế giới, giá thu mua mía nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường Cao Bằng niên vụ này tiếp tục giảm sâu. Hiện giá trung bình chỉ đạt 720 đồng một kg, giảm gần 10% so với niên vụ trước. Trừ tất cả các chi phí, công chăm bón, năm nay phần lớn bà con trồng mía thua lỗ. Công tác quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu mía tại Cao Bằng vẫn bộc lộ những hạn chế. Thiếu tính đồng bộ là một ví dụ điển hình khi mà vùng trồng vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với nhà máy. Và thậm chí là năng lực sản xuất của nhà máy cũng là một trong những nguyên nhân kéo tụt giá mía trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng có cái chủ trương là sẽ quy hoạch lại cái vùng trồng mía. Trong đó thì sẽ chuyển một số cái diện tích mà cho năng suất thấp và xa cái nhà máy thì chúng tôi sẽ chuyển sang để trồng các cây trồng khác. Thế và một mặt nữa là cũng phối hợp với lại công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, đề nghị với lại công ty là có cải tiến về khoa học kỹ thuật và làm sao mà giảm bớt những cái chi phí không cần thiết. Giờ thì giải pháp trước mắt của địa phương là cho xuất khẩu mía. Năm 2019, 10.000 tấn mía nguyên liệu vượt công suất của nhà máy đường Phục Hòa đã được xuất sang Trung Quốc. Và theo kế hoạch, từ năm 2020 đến năm 2025, mỗi năm xuất từ 10 đến 30.000 tấn mía. Nhưng kế hoạch này vẫn chưa có được sự đồng thuận từ phía chính phủ và tỉnh Cao Bằng. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có trên 1.000 lao động người Trung Quốc quay lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Các lao động này đều đã được các địa phương và doanh nghiệp thực hiện biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam. Đến thời điểm này, các lao động Trung Quốc sau thời gian cách ly 14 ngày đều có sức khỏe ổn định, không thay đổi bất thường về thân nhiệt nên được ngành y tế đưa ra khỏi danh sách theo dõi hàng ngày và quay trở lại làm việc bình thường. Các lao động chưa hết 14 ngày cách ly vẫn đang được các cơ quan chức năng theo dõi sức khỏe thường xuyên theo đúng yêu cầu của ngành y tế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm cho một số doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn bởi hàng xuất nhập khẩu từ Trung Quốc bị chậm và đội ngũ chuyên gia người Trung Quốc chưa thể sang làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Để khắc phục, tùy vào từng ngành hàng của mình, các đơn vị đã có những giải pháp cụ thể để giữ ổn định nhịp độ sản xuất và việc làm thu nhập cho người lao động. Sau nghỉ Tết, một số chuyên gia người Trung Quốc của doanh nghiệp này chưa thể sang làm việc để chống lây nhiễm dịch COVID-19. Giải pháp được công ty thực hiện là chuyên gia làm việc từ xa thông qua hệ thống Internet và điện thoại trao đổi công việc thường xuyên. Sau một số bỡ ngỡ khó khăn ban đầu, việc sản xuất của doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định sau ít ngày. Công ty chúng tôi cũng đã liên lạc với cả các đồng chí ở bên Trung Quốc là tạm thời không sang, và công ty chúng tôi cũng đã thường xuyên phòng chống bằng đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ. Khẩu trang thì một ngày là thay đổi bằng 2 lần. Thế còn công ty của chúng tôi trước khi vào sản xuất thì chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với cả các đồng chí chuyên gia ở bên Trung Quốc bằng điện thoại và hỏi ý kiến ở các đồng chí chuyên gia là làm bằng phương cách nào. Và đến giờ phút này là công ty của chúng tôi cũng vẫn hoạt động và sản xuất bình thường. Kể từ khi dịch bùng phát rộng ở Trung Quốc và một số nước khác, các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc là nhóm chịu ảnh hưởng hơn cả vì thiếu nguyên liệu. Lý do là hơn 80% nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi mà nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì thực hiện cách ly phong tỏa để phòng chống dịch. Nhưng nhờ chủ động nguồn hàng nhập khẩu về từ trước Tết nên đến nay hầu hết các doanh nghiệp may trong tỉnh đều đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đến đầu tháng 4. Tuy nhiên, theo dự báo, nếu dịch tại Trung Quốc tiếp tục kéo dài, khó khăn doanh nghiệp may mặc gặp phải sẽ ngày càng lớn hơn. Nhưng nếu sau đó chúng ta không nhập được tiếp cái nguyên vật liệu đồng bộ
phục vụ sản xuất thì sẽ dẫn đến gián đoạn cái quá trình sản xuất của công ty và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, tiến độ giao hàng cho khách hàng. Cái này sẽ gặp rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của virus corona hay còn gọi là COVID-19, đến nay thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận doanh nghiệp nào phải dừng sản xuất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch gây ra đối với các doanh nghiệp là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có nguồn nguyên phụ liệu và hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong tháng 1 năm 2020, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh thông quan tại Chi cục Hải quan Hưng Yên sang thị trường Trung Quốc giảm gần một nửa so với tháng 1 và tháng 12 của năm 2019. Trước khó khăn này, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp, đa dạng thị trường xuất nhập khẩu nguồn hàng của mình để giữ ổn định sản xuất. Theo thống kê của Khoa Hỗ trợ Sinh sản và Sàng lọc Trước sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, trung bình một tháng có khoảng 400 trẻ được tầm soát tim bẩm sinh thông qua việc siêu âm tim. Đây là một phương pháp chẩn đoán hữu ích và không gây ảnh hưởng hay tác dụng phụ gì cho trẻ sơ sinh. Nó có kết quả chính xác là trẻ sơ sinh có bị tim bẩm sinh không và có cần can thiệp sớm trong giai đoạn sơ sinh hay không. Tim bẩm sinh là bệnh lý thường gặp nhất trong tất cả các dị tật bẩm sinh và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong giai đoạn nhũ nhi so với các dị tật bẩm sinh khác. Vì vậy, việc tầm soát bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là điều rất cần thiết, góp phần phát hiện, điều trị bệnh sớm, giúp trẻ có cơ hội phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, là một trong số ít bệnh viện tuyến tỉnh làm chủ được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đem lại hy vọng làm cha mẹ cho những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng tầm lĩnh vực hỗ trợ sinh sản với việc thực hiện thành công kỹ thuật phôi tiền làm tổ, giúp những cặp vợ chồng mắc các bệnh di truyền sinh ra những em bé khỏe mạnh. Kết hôn đã 11 năm, anh Vũ Mạnh Tuấn và chị Phạm Thị Thu Cúc ở thành phố Hạ Long phải bỏ thai đến 3 lần do thai nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh di truyền từ bố mẹ khi mang thai tự nhiên. Mới đây, niềm vui đã đến với gia đình khi chị Cúc sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh nhờ thực hiện sàng lọc phôi tiền làm tổ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Mình rất xúc động, rất sung sướng. Cảm ơn tất cả các bác sĩ. Triển khai từ đầu năm 2019, đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thực hiện sàng lọc phôi tiền làm tổ thành công cho 5 cặp vợ chồng mang gen tan máu bẩm sinh. Thai nhi sau sàng lọc phát triển ổn định. Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được biết con mình vẫn khỏe mạnh và rất cảm ơn các bác sĩ ở khoa đệ 7 vì biết là cái công nghệ này rất là khó. Chúng tôi tiếp tục là cho các thạc sĩ, bác sĩ di truyền cũng như là thạc sĩ về công nghệ di truyền sẽ tham gia các lớp, các khóa tập huấn của trong nước và ngoài nước và tham gia vào các công trình nghiên cứu về di truyền để làm sao có thể là hoàn thành tốt được cái việc sàng lọc các bệnh thalassemia. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hiện là bệnh viện thứ 5 trong cả nước và là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất thực hiện thành công kỹ thuật sàng lọc phôi tiền làm tổ. Kỹ thuật này đem lại cơ hội cho những cặp vợ chồng mắc các bệnh di truyền sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Và đây cũng là một bước tiến mới của ngành y tế Quảng Ninh trong lĩnh vực di truyền và hỗ trợ sinh sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Hiện nay tại các khu công nghiệp cảnh tan ca, hàng nghìn người lao động ùa ra bằng các phương tiện cá nhân gây ra tình trạng lộn xộn về giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do vậy, việc tổ chức đưa đón công nhân lao động bằng phương tiện ô tô ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã mang lại những tín hiệu tích cực. Cùng với các hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động thì việc những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xe ô tô đưa đón công nhân lao động là một trong những chính sách ưu việt và mang lại hiệu quả thiết thực. Người lao động, đặc biệt là nữ lao động, sẽ không còn phải lo lắng về những nguy hiểm thường trực khi tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân, cũng như giảm thiểu chi phí hàng tháng nếu phải ở lại thuê trọ tại các khu vực gần nơi làm việc. Em thấy tiện nghi khi đi ô tô, không phải mưa, phải ngoài nắng. Và ở trọ thì bọn em phải mất tiền thuê trọ ấy, nó cao hơn so với tiền xe mình đi.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Haher Việt Nam là một doanh nghiệp sớm triển khai mô hình ô tô đưa đón công nhân lao động. Đã từ 10 năm nay, việc làm này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho không chỉ riêng người lao động mà còn cho doanh nghiệp. Bởi dù ngày làm việc có gặp bất lợi về thời tiết thì doanh nghiệp vẫn luôn đảm bảo được số lượng lao động để sản xuất. Mô hình này thể hiện được sự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần vật chất cho người lao động từ phía lãnh đạo công đoàn công ty khi đảm bảo được sự tiện lợi, an toàn giao thông trong việc di chuyển, đảm bảo ổn định số giờ, ngày làm và thu nhập. Qua đó giữ chân được những lao động có tay nghề gắn bó lâu dài, đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp khi thu hút được lượng lớn lao động từ các địa bàn các tỉnh lân cận. Công ty thì thành lập năm nay cũng là gần được 20 năm rồi, nhưng tuy nhiên có dịch vụ xe đưa đón từ những năm 2009-2010. Thì anh chị em công nhân cũng thì là rất hưởng ứng với lại cái chương trình đưa đón của công ty, bởi vì nó sao từ các địa bàn tuyến huyện mà lên công ty khoảng tầm 30, 25, 30 cây, 35 cây, 40 cây thì anh chị em cũng đã gắn bó thêm với công ty rất là lâu năm. Đấy, vì cái mục đích là có xe đưa đón như vậy. Trước mỗi ngày làm việc hay giờ tan ca, hàng chục chiếc xe ca từ 29 đến 45 chỗ luôn sẵn sàng chuyển bánh đưa đón người lao động đến công ty trách nhiệm hữu hạn Haher và trở về nhà an toàn và tiện lợi. Người lao động không phải lo lắng về mặt thời gian đến nơi làm việc, thay vào đó họ có thể tranh thủ chợp mắt thư giãn để có một tinh thần tốt nhất cho công việc, nhiệm vụ được giao cũng như sau những giờ làm việc căng thẳng. Những người ở xa là phải mất khoảng 25-30 nghìn, nên vị thi một tháng là phải gỡ mất 500-600 nghìn. Thứ nhất là rất tốn kém cho bọn em, mà thứ nhất là nắm hôm mà ra bị nhỡ xe buýt ấy, là về thời gian về rất là muộn. Từ hồi có xe là rất là hữu ích, bọn em cảm thấy rất là hài lòng. Toàn tỉnh hiện đang có hơn 14.000 doanh nghiệp hoạt động với trên 270.000 công nhân lao động. Trong đó đã có nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xe ô tô đưa đón công nhân. Để mô hình này hoạt động có hiệu quả, các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư bảo dưỡng phương tiện, trang bị những kiến thức cơ bản cho lái xe về y tế cũng như việc chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ. Các ngành chức năng cũng cần kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị cá nhân cung cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng phương tiện, đạo đức của người lái xe, đảm bảo an toàn cho những chuyến xe chở công nhân. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy. Mục tiêu của các đối tượng chủ yếu vẫn là các loại xe đắt tiền, dễ tiêu thụ. Để thực hiện chót lọt, các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ với nhau từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ. Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường các biện pháp đấu tranh. Nhiều đối tượng trong các đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy đã bị bắt giữ. Ba đối tượng gồm Vũ Văn Công chú tại thành phố Hải Dương, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Vinh cùng chú tại huyện Cẩm Giàng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ về tội trộm cắp xe máy. Riêng Công và Vinh là hai đối tượng cộm cán từng có nhiều tiền án tiền sự. Rạng sáng ngày 8 tháng 2, ba đối tượng đã cùng nhau thực hiện 4 chiếc xe máy Exciter tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cương, khu công nghiệp Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 1 năm 2020 đến khi bị bắt, ba đối tượng trên đã cùng nhau thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu là các xe máy đắt tiền như SH, Exciter. Thời gian gây án của các đối tượng chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Tại các khu dân cư, các cụm khu công nghiệp đóng trên địa bàn và các tỉnh lân cận, khi phát hiện sơ hở, các đối tượng sẽ đột nhập vào bên trong, sử dụng các công cụ hỗ trợ để lấy trộm xe máy. Cầm đầu và chỉ đạo các hoạt động của nhóm là đối tượng Công. Công cũng chính là người tìm mối để tiêu thụ xe mà bọn chúng trộm cắp được. Chúng tôi cũng khuyến nghị là nên lắp đặt các thiết bị camera hoặc thiết bị cảnh báo tại gia đình, tại doanh nghiệp để làm sao có cái điều kiện để giám sát, bảo vệ cái tài sản của mình được kịp thời và cũng là cái nguồn để sau này phục vụ cái công tác điều tra khám phá tội phạm nếu không may có vụ án xảy ra. Hai là cái đối với các doanh nghiệp ấy thì việc cái địa bàn rộng, cái công ty, các doanh nghiệp có rất nhiều tài sản này đấy thì phải đảm bảo làm sao đủ cái lực lượng bảo vệ, là bảo không để chống về địa điểm, không để chống về thời gian để các đối tượng có lợi dụng đột nhập để trộm cắp tài sản. Cái thứ ba nữa là cái đối với người dân ấy thì nâng cao cái ý thức cảnh giác. Thứ hai là tích cực là kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an trong cái việc thông báo những cái vụ việc, những cái băng nhóm nghi vấn xảy ra để làm sao chúng tôi kịp thời thu thập tài liệu và đấu tranh triệt phá.
Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy. Hiện lực lượng công an tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, trong đó tập trung triệt phá các băng ổ nhóm hoạt động có tổ chức nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng trộm cắp xảy ra, người dân và các cơ quan doanh nghiệp cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức trong việc bảo vệ tài sản, đặc biệt là tại các công ty doanh nghiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.